đang uống gì á? Này, tưởng gì chứ? Hóa ra các bạn xe tăng à, tuyền tăng này thì lại đi thử mấy cái người mà ngồi trong quán cà phê với lại trong trung tâm thương mại. Nói thật là cái clip này không ăn thua. Vậy thì sao? Sao không thử trên bar? Đã là tay nghe trống ồn thì phải lên bar rồi nghe mới trúng được chứ, đúng không? Với lại thử chỗ nào ồn ào như ra sân bay này, ví dụ như kinh nghiệm lái máy bay cùng mình như kiểu mày hạn, anh cũng lái máy bay thì mình phải thử những cái trường hợp máy bay kêu thì nó có trống được không, thế mới gọi là thử. Thế này cũng gọi là thử. Hôm nay à, không, hôm nay tao bận rồi, tối có hẹn. Còn ngày mai hôm sau tao sẽ sang Tú và Dũng đi làm lại clip này, thử xem ngoài Hà Nội chúng ta lên bar nó có trống ồn được không thì mới là tay nghe xịn. Các bạn có theo tôi không ạ? Cho tôi thấy cánh tay các bạn nào. Rồi ta sẽ cùng nhau đi thử các bạn nha. Để xem nốt các bạn xe tăng này xem bạn như thế nào. Mình không nghe gì luôn. Mình chỉ nghe tiếng nhạc ở trong máy thôi, không nghe được tiếng ở bên ngoài. Bây giờ bạn đặt cho mình tay lên bên phải của tai nghe đi. Bây giờ bạn nghe mình nói gì không? Bây giờ mình nghe thấy. À, mình không nghe tiếng nhạc mà nghe rõ bạn nói. Trong môi trường ồn như trên bar thì bạn có thấy tai nghe này cách âm tốt không? Khả năng cách âm của này cực kỳ tốt. Tại là cái tai nghe này mà bỏ cái tai phải ra là mình không nghe cái gì bên ngoài luôn ấy, thực sự là tốt đấy. Khi mà mình sử dụng ấn vào phần này thì cái lượng loa nó sẽ giảm dần đi và mình nghe rõ được mọi người nói gì. Bạn có nghe mình đang nói gì không? Bạn có nghe mình nói gì không nhỉ? À, lúc mà bạn đeo vào bạn có nghe mình nói gì không? Mình không nghe cái gì cả. Em lại không nghe cái gì cả. Rồi, bây giờ mình muốn bạn đặt lên tay phải, tai phải. Có nghe thì âm thanh và cảm thấy nó rất rõ đúng không? Rất rõ, bên tai mình nói luôn ấy ạ. Cảm thấy ạ. Nó cứ thật. Thì bây giờ em sẽ đi bộ một vòng để xem sự khác biệt giữa em đang đứng yên và em đi bộ thì âm thanh có thay đổi gì không nhá. Âm thanh xung quanh nó rõ ràng hơn. Mình vẫn tập trung được vào bản nhạc hơn là mình tập trung vào ngoài đường. Nếu như mà ngồi tại một chỗ thì em sẽ muốn chỉ nghe nhạc, nhưng mà nếu như mà đi trên đường em thấy cái việc nghe thì âm thanh xung quanh nó sẽ an toàn hơn. Alo. 1 2 3 4. Tem mic bạn là gì ơi? Chờ to lên được không ạ? Bạn có nghe mình nói gì không ạ? Bây giờ bạn đặt cho mình tay lên bên phải của tai nghe đi. Giơ tay lên à? Bạn cảm thấy trước cái tai nghe này thì nó như thế nào? Khá là tuyệt vời, chống ồn rất là chi là tốt. Mình cảm tưởng khi mình đeo vào, mình đang ở trong một cái studio không có một tiếng gì, mọi tiếng nó đều im lặng. Khi bạn đi xe buýt ấy, thì ứng dụng sẽ chuyển qua chế độ đi tàu để bạn có thể vừa nghe nhạc, vừa biết được giọng thông báo mà vẫn có thể lọc được tiếng ồn như động cơ xe. Bạn thấy nó có thú vị không ạ? Nó rất là tiện, em chỉ nghe được cái tiếng nhạc và cái tiếng thông báo, vẫn nghe được cái tiếng thông báo. Nên là em đi em vẫn có thể nghe nhạc nhưng mà em lại không bỏ lỡ những cái điểm dừng mà em cần muốn xuống. À, mình thấy cái tai nghe này nó rất là hay. Một cái nữa là khi mà mình đeo tai nghe, mình muốn nói chuyện là mình không cần phải dùng thoại hoặc là mình bỏ tai nghe xuống để mình nói chuyện. Mình chỉ cần úp một cái tay này lên bên tai phải thôi là mình có thể nghe được người bên cạnh mình nói gì mà. Vâng, thưa các bạn, như vậy qua cái video lần này thì có vẻ như là nó không phải là lời đồn nữa, mà lúc mà bọn mình trải nghiệm thực tế đi ra ngoài đường phỏng vấn mọi người, bất chấp kể cả những âm thanh rất là vui tai ở Việt Nam thì chiếc tai nghe này hoàn toàn có thể chống ồn được và nó có thể nhận biết được cái chuyển động của các bạn đi bộ như thế nào, rồi các bạn đang ngồi trên xe có muốn nghe thông báo hay không. Và vào bar bây giờ các bạn không phải là nghe những cái nhạc Vina hay nữa, các bạn thể mang theo một cái playlist của riêng mình vào bar để quẩy với cái tai nghe này của Sony, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và các bạn đã tìm được cho mình cặp tai nghe chống ồn là thực sự tốt hay không? Hãy comment cho mình biết ý kiến bên dưới. Hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Thứ duy nhất ngăn cản mình giữa cái công việc và cũng như là cái tiếng ồn nó chỉ là giá tiền mà thôi. Lấy lượng của tôi mua cho bọn anh em một cái người một cái.